nha. Dạ. Về nghỉ phép ăn bữa cay nha. Thôi, thôi giờ muốn chạy giờ. Nó làm chạy giờ ơi. Thôi, giờ muốn đi chạy. Trời nóng ghê luôn gì. Nên ơi, anh. Tắt cho này, tắt cho đi. Nghĩ hả? Tắt cho đi. Đi cốt mà nghỉ vậy? Tao tắt chơi mà, chúng má. Gì chứ? Tao tắt cho này nè. Tắt máy xe đi anh nhố. Đang đi, đang rồi. Ở đây mát nè. Mát không? Cho mát. Ừ, đây mấy công ty gắn mấy cây này cũng được, đẹp. Cửa trang này miếng trời ơi, trời đi nãy giờ nắng nóng chết luôn, nóng. Anh là quên rồi. Ồ, nãy quên mua chai nước ha. Dạ. Thì hôm nay chết. Anh ơi. Hả? Anh sẵn tiện nghỉ vậy nè, anh chỉ em tập chạy xe đi. Xe gì? Dạ anh nấu tập em chạy xe pizza ơi, em không biết chạy pizza. Hồi đó anh chỉ em chạy winner rồi mà. Bây giờ em quên nữa, lâu quá em không có chạy pizza là em quên rồi. Anh chỉ em tập chạy ơi. Xe này hả? Dạ. Khó chạy winner á. Dạ thôi, nhưng mà em muốn tập chạy. Tại vì winner lúc trước em biết chạy, nhưng mà giờ em lâu quá không chạy pizza nữa em quên rồi. Thôi nghĩ mà anh chốt đi về bà ơi. Thôi tập chạy, em tập chạy ơi. Chạy em đi mà. Em đang nghỉ á. Thôi. Em đang nghỉ á, chạy em tập chạy ơi. Thôi. Nghỉ, nghỉ giả lao chút đi. Hả? Bà ngồi nghỉ chút đi bà ơi, mà không chết luôn. Nó đi đào vợ xong kia tập chạy pizza xong chị ngồi đây nghỉ chút đi em. Nó gì nó xong kia anh chị tạm chạy pizza mà ngồi chút đi làm ơn giùm cái. Ôi ơi mà ngồi chút coi ơi lấy ngàn quá đi rồi. Thôi chị anh tập chạy pizza ơi. Nó ơi chị anh tập chạy pizza ơi. Nhớ, chị em tập chạy pizza. Người ta nhìn người ta cười kìa. Dạ đây, chị em tập chạy pizza ơi. Năm. Chị mà, dạ đây. Chị em dạ tập chạy pizza. Dạ nào mới mua, 109 đó. Dạ đây, chị em tập chạy pizza. 109 mới mua. Nhớ, chị em tập chạy pizza. Thôi. Trời ơi, nghỉ chỗ bây giờ. Thôi. Thôi, dạ. Thôi, giờ muốn tập liền giờ rồi. Giờ muốn tập liền giờ rồi, dạ đi. Dạ đi, chị em tập chạy pizza. Dạ đi, tạm chị tập chạy pizza nha. Khoan. Đứng lại. Trên ngồi cây. Chạy giờ tập chạy phải không? Dạ. Như winner không khác gì em nói lại nó tự chạy. Thôi winner chạy giờ quên rồi. Nghe mùi gì á, khẩu trang cho an toàn. À, lâu quá. Nghe mùi gì á. Ơi nó. Từ 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 đeo khẩu trang. Thôi anh ngồi anh đeo khẩu trang xong anh vô anh ngồi nữa. Ở đây. Ừ thôi. Dạ. Thôi mà. Anh nói thôi nha, người ta nhìn kỳ lắm nha. Đây khu nghiệp đó. À thôi mà anh chị tao chạy pizza ơi. Ai à, đi khoan dạ đi chị làm đó thôi. Có đền công chỗ gì không? Dạ cái đền chỗ gì không? Cái cô dưỡng chỗ gì không? Dạ không biết nữa. Thôi giờ mình giờ muốn tập chạy trước cái có gì chứ dạ, dạ đi mà có gì đi dạ đi. Ừ, có gì mình bàn giao kèo trước dạ đi mà giao kèo trước đi. Ê, chị giao kèo trước đi. Dạ ơi. Khoan khoan. Dạ. Này khu nghiệp á. Dạ. Nhầm vòng ngoài đường anh thấy quá trời mấy cái. Cho mấy gì nữa. Cho mấy xưởng ha anh. Thì khu nghiệp tới xưởng là đúng rồi. Nói anh chi. Ở ngoài mấy đường á. Khu nghiệp ta thường ở nhà trọ rồi này kia đó. Em thấy xe ta chạy mà. Em thấy xe ngoài đường thì ta chạy quá trần luôn á. Thì cái đường xe không chạy chứ đường làm gì. Nhưng em thấy mấy quán cà phê nữa. Không. Thí dụ như giờ anh không có tiền á thì anh muốn là nhiều khi anh nghĩ anh vô nhà trọ. Còn những người mà có tiền á người ta vô hay vô nhà nghỉ ở khách sạn nào nhiều. Anh thấy ở đây khu vực nghỉ nhiều quá trời luôn. Dạ. Nhiều. Dạ đi anh vô. Đi đâu? Ơi, chị em tập chạy pizza ơi. Anh đang chị mệt chạy chỗ... pizza ơi. Anh đang mệt chỗ này mà chỉ em một hồi nữa nằm luôn á. Trời ơi, chị em chạy ơi. Chạy đi mà, muốn chạy pizza anh vợ giờ đi. Giờ đi thôi, đợi ý vậy đi. Nhất thiệt nha. Trời đi mà. Hồi đó mệt rồi sao? Cho anh nghỉ đâu chút nha. Dạ. Lại đi. Giờ đi. Giờ đi. Rồi đây.
Này đi chị em chập chạy pizza ơi. Ơi là trời giờ em muốn chạy giờ à. Chết. Đây mà. Em chạy ơi. Này nón này giờ sao nó cũng chết luôn, đây không có ai mới gõ trang này chứ đang mùa dịch sợ cũng chết luôn. Rồi cái nón này để xuống đi anh con, để em chập chạy ơi. Để anh đem cái đi. Giờ đầu tiên á thì thôi em tập chạy em tự xử đâu, anh đâu giờ bây giờ qua nghe anh nói bây giờ Winner anh chạy sao em thử một lần lại cho anh coi đi, em thử lại rồi, rồi bắt đầu anh chạy tiếp cho rồi anh ngồi rồi sau em chỉ. Xe này nó khác Winner là nó không có đề nha, em thử chạy cho anh coi rồi chạy sao còn quên rồi nhấu rồi cứ thử đi, chìa khóa vào cũng được, nó làm mấy gì trời. Trời ơi chào chiếc Winner là em nhớ bóp pizza các anh kia nhả là chạy em đạp lại nhả từ từ thôi đúng không đạp lại thằng nào lên đây thằng nào thấy thế à hết hết công ty có bảo vệ giờ sao nó nhớ bóp pizza vô bóp pizza vô rồi chậm số xuống rồi khoan em dặn hết ra luôn. Dạ. Em dặn hết ra luôn, em thảo ra là cái tập cho anh. Nó thôi. Sao hả? Nó thôi, nó nhỏ đầu em á. Ủa vậy sao em không biết chạy? Dạ, sao chạy anh? Thở từ từ thôi, em thở từ từ thôi. Em sao anh nhớ? Thở bây giờ là từ từ. Thở ra. Ờ. Chạy. Tức chết gì được. Cứ đạp lại, thở từ từ thôi. Sao anh nhớ? Đạp lại. Mình lên ga một chút xíu, bắt đầu mình nhả ra từ từ. Mình lên ga một chút, bắt đầu nhả từ từ. Rồi. Bây giờ sao nó nhốn? Lên ra chút. Rồi nhả từ từ ra. Thức chết đi. Anh làm cho coi nè. Coi anh nha. Dạ. Xuống đây. Dạ. 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 Thấy không? Hả? Nhưng mà em đừng có làm vậy. Mình đi ở từ đây như này nè, thấy không? Dạ. Đó. Nghe tới cái độ mà lưng khựng của xe bắt đầu nó đi á, mình nhả ra. Từ từ cái mình vô số không nè, coi kỹ là anh vô số 2 luôn cho coi nè. Đó. Nhả ra. Thấy không? Đó. Ok. À quên anh tắt máy chi trời, quên để máy cho em chạy chứ. Giờ sao nhớ? Đập lên. Nữa. Em đạp ba lần nữa cho anh đi. Anh kia thở từ từ thôi. Trời ơi. Rồi em vô. Anh nói lần này mình cứ lên ga nè, anh chỉ cho, để anh chỉ cho nè. Bây giờ nha, mình lên ga nhẹ nè, mình lên vậy nè. Nè bóp da không? Bóp rồi vô số rồi đúng không? Dạ. Bây giờ em lên da nhẹ cho nè. Nhẹ vậy nè. Nhẹ chút xíu đang đầu cứng nữa không? Mình nhẹ xíu vậy thôi. Dạ. Chưa nè thấy không? Đó vậy nè, bắt đầu nhả ra rồi phải không? Nhả từ 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 vậy nè. Đó, đi thấy không? Đó. Dạ. Khi mà khi ra cái độ khựng rồi, mình dặn ra lên chút xíu nữa cho chạy luôn, thấy không? Vậy nè. Lỗi em. Anh quá. Lẹo như đang chạy. Thầy thử lại. Thằng nghĩ như vậy. Rồi. Em muốn tập chạy. Vậy. Rồi thôi. Em xuống xe, xuống đi. Xuống đi. Chống tao đứng lên chỉ cho. Giờ sao ta? Rồi ok. Chống tao đứng lên. Ừ. Rồi lên. Em bây giờ mà tập thử tới đây trước cho anh em. Đạp lên. Ngửa người về trước chút nha, để làm sao dính cái bánh sao. Rồi. Đâu dạ. Đạp mạnh hết sức luôn hả? Đó. Rồi bóp da lại. Rồi em vô số. Đó nhả từ đó. Nó thấy không, nó y vậy thôi. Tại này không tải nên em dễ, nhưng mà khi mà em ngồi xuống nó nặng á, nên là nó sẽ. Sao giờ chạy được anh nhớ? Tại vì em ngồi về nó không tải, anh chỉ muốn tập cho em quen thôi. Thở từ từ ra nè, rồi vô. Bóp vô tới số 6 luôn, nhìn Winner vậy.
một tới năm chút sau sáu số đó. À, ok rồi, không rồi trả về số đi, trả về vậy thôi. Đây số không anh nào đó, đây là thấy chưa, nhấp nhẹ số nửa số thôi, nó dập rồi, ok rồi xuống đi rồi. Rồi đâu ra lại rồi nhả từ vậy á nữa, trời ơi anh mệt em thiệt luôn á, đơn giản mới duyên dễ mà. Rồi từ từ thôi, nhận ra lên chút. Rồi nhả ra. Mệt quá, anh tự chạy luôn đi. Ngồi giờ xem chạy. Anh dẫn em sao mà em có làm theo lời anh đâu. Còn anh hai cái đầu trang đâu ta. Từ thôi, trời ơi mệt quá. Nó sao nhả ra, chạy từ từ. Anh nói nghe nè. Anh nhỏ đi nha. Dạ. Về với phía thằng con trai nha. Ngôi Ngôi giờ muốn chạy giờ. Nó làm chạy giờ ơi. Ngôi giờ muốn đi chạy. Chạy chạy. Ngôi ơi. Anh kêu thả là từ từ thôi. Nhả từ lên ra chút, lên 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 ra lên miếng nữa nhả, rồi nhả từ chạy đó, đúng rồi, từ từ thôi chạy đó đó đó, đó. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, sao biết chạy anh nhớ ơi. Đó, nó là bấm vô số lại, nó gọi lại gọi lại bấm vô, nó trả số đúng không? Nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ chưa? Nhớ rồi, chạy đảo quá đi, chạy được xe rồi. Chạy từ nay về sau em biết chạy pizza nữa rồi. Chưa chắc đâu, thử lại lần nữa đi cưng. Có trớ cưng chạy vậy đó, tắt máy chưa chắc đâu cưng ha. Côn này nó khó chạy winner nha. Dễ nhất là ẹt nè, tới winner rồi tới này nó khó hơn đó, đừng đùa à. Đừng không phải ra nhả một cái gì được đâu nha, chạy đi. Đâu 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 đâu, rồi chạy luôn đi, chạy dài vòng, tập dài vòng luôn đi, gần hơn nữa chạy xa nha. Dạ. Điện luôn, điện mạnh lên đây, kéo rồi. Thôi, giờ em biết chạy, chạy giật đầu quá. Nên chạy. Đâu chạy vòng tròn luôn, quẹo vòng tròn luôn, vòng tròn 2-3 vòng anh coi coi, chạy luôn, nè quẹo lại. Quẹo lại đây nè. Chạy cho xa đâu chi vậy. Cứ chạy em tròn anh coi thôi. Nè các ơi, bóp da nè chân các ơi. Ghê vậy. Thôi quay lại. Giật giật quá trời luôn nhớ. Sao chứ? Là nó mạnh đó, nó giật giật quá trời luôn. Giật giật cổ coi trời cái coi. Đó thôi. Dở đầu cái coi. Đó thôi. Anh nấu rồi. Nấu rồi anh nấu. Vậy. Nó chạy được xe mừng quá à. Vui quá à. Chạy được chưa? Dạ được rồi. Nhớ bữa chạy winner tập chỉ giờ nhớ phải không? Đã nhớ. Xong chưa? Đã xong rồi. Biết chưa? Đã biết rồi. Đi. Dạ. Đi. Đi đâu anh nhốt? Để nha, mẹ nói đó. Ủa, để em nhớ là anh chỉ chạy xe anh đâu có nội gì đâu. Hay tự nhiên giờ nhớ gì anh nhốt? Nhớ gì anh nhốt? Nãy anh ngồi bên đó đó. Dạ. Nãy ngồi bên đó đó. Dạ. Em lo anh qua. Dạ, nãy anh nói xe chạy, anh chỉ nói xe uống cà phê. Có gì nữa. Dạ hết rồi. Giỡn hoài, giỡn đi. Dạ hết rồi, em nhớ đâu có nói gì nữa đâu. Dạ hết trơn rồi.
không có gì hết á. Không có gì hết anh nhớ không? Đi mà đi. Dạ hết vậy? Rồi. Giờ đi bắn nội đi. Dạ hết rồi. Đi chưa rồi? Dạ hết trơn rồi. Làm gì vậy? Dạ em lướt Facebook á. Tại giờ đánh về lướt Facebook rồi à. Alo mẹ. Dạ. Ồ hồi nãy mẹ điện con hả? Dạ mẹ kêu gì ăn cơm hả? Dạ 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 con về liền. Mẹ của em đây hả? Dạ mẹ em á, mẹ em điện á. Mẹ em điện. Em đừng nói nhiều với tôi, cất thoại vô. Mẹ em điện á. Cất thoại vô. Mẹ kêu gì ăn cơm ơi. Em đừng nói nhiều với tôi. Đúng rồi. Em đừng nói nhiều với tôi. Mẹ kêu gì ăn cơm. Mẹ kêu dạng con. Đừng có nhiều mệt đó. Đừng có chơi lạc kèo tôi kiểu đó. Dạ em nhớ hồi nãy em đâu có khó gì. Em đâu có đâu xem lạc kèo. Khỏi nói nhiều. Thế ra sao về lại nè. Mẹ kêu dạng con. Mất cả thời gian. Biết bao nhiêu là việc. Mẹ kêu dạng con mới nhau. Khỏi nói nhiều.